Có chuyện gì vậy? Em thật sự ghen lắm sao, xấu lắm sao? Sao em lại nói vậy? Cùng Bình nói về em đen thua như vậy đấy. Đến cả con cũng thấy em đen, em xấu. Chẳng lẽ em xấu đến vậy sao? Đã, có gì đâu mà buồn em. Con vậy đúng mà. Thì em đen thì nó dễ đen thôi. Đến cả anh cũng nói như vậy à? Dở. Tắm trắng cao cấp 30 giây đây mà. Chắc ông Hồng Anh mua cho mình đây. Xấu mịn vậy nhưng mà cũng thương vợ ghê đấy. Đây là tắm trắng cao cấp 30 giây này. Nguyên liệu nhập khẩu 100% nhé. Có các hạt hạnh đào li ti ở đây để tẩy bay tế bào chết đi và đưa những cái dưỡng chất nguyên liệu nhập khẩu vào để bổ kích trắng cho da. Mình chỉ cần massage trong vòng 15 phút thôi là da mình sẽ bật tông rõ rệt. Để xem thử như thế nào nhé. Ô, trắng bật tông ngay lần dùng đầu tiên luôn này. Đã vậy, còn thơm nữa chứ. Em, anh có một bất ngờ cho em nè. Chuyện gì vậy anh? Cô Bi dạy em á. Là em sao? Con nhờ anh nói với em rằng á, là con xin lỗi mẹ. Rồi dù mẹ thế nào á, thì con cũng yêu mẹ nhất. Và anh cũng vậy. Hai người dẻo miệng vừa thôi.